Vô Quy khoe tình bạn 8 năm thân thiết với đại gia Minh Nhựa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, khán giả đã vô cùng thích thú khi biết được rapper Vô Quy và đại gia Minh Nhựa là đôi bạn thân đã 8 năm. Thậm chí Vô Quy còn không tiếc khi ném nón vàng cho bạn thân của mình. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Mới đây, đại gia Minh Nhựa đã công bố một thông tin hot hòn hot, đó là anh luôn theo dõi và yêu thích các chương trình về rap, đặc biệt là rap Việt vì một nhân vật trong đó. Cụ thể, Minh Nhựa đã chia sẻ một bức ảnh cùng vợ bên chiếc siêu xe sang trọng có giá xương xương khoảng 50 tỷ đồng với nội dung "Chúng tôi là người Việt, ngồi đây xem rap và Vô Quy thấy Việt". Bất ngờ là bên dưới phần bình luận, rapper Vô Quy đã nhiệt tình hứa hẹn "Em sẽ quăng nón vàng cho anh nếu anh rap nha", khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong khi khán giả vẫn chưa thể hình dung tại sao một rapper lại có thể thân thiết với một doanh nhân như đại gia Minh Nhựa, thì mới đây chính lão đại đã lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ của cả hai. 8 năm trước dân chơi gặp nhau chơi tới đêm tàn, 8 năm sau dân chơi gặp nhau quăng cái nón vàng. Nhật Minh cộng Vô Quy bằng Minh Huy. Vô Quy được rất nhiều người yêu mến bởi vì tính cách hài hước, dí dỏm khi làm huấn luyện viên rap Việt. Bên cạnh đó, tinh thần sẵn sàng sừng cồ để bảo vệ những học trò của mình trước ý kiến trái chiều cũng được rất nhiều người yêu mến. Từ đó, tất cả các hoạt động của anh đều được mọi người chú ý và quan tâm. Không chỉ đại gia Minh Nhựa tỏ ra yêu thích anh chàng Vô Quy, mà cho đến nay, rất nhiều nghệ sĩ như là Ellie Trần, Nam Thư, Ngọc Lan đều bày tỏ tình cảm yêu mến nam rapper. Nhìn bề ngoài có vẻ cay gốc, nhưng bên trong lại là con người tình cảm và ca lăng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.